Welcome back to my YouTube channel. So today I'm with Tiger Silas. And today we're reacting to Denmang singing Show Me featuring Nguyen Tao. Wow. So guys, please stay tuned. Alo mẹ, tuần sau con về mẹ có cần mua gì không ạ? Thôi thôi, không cần phải mua gì đâu. Nhà đủ hết rồi. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái chỗ đồ xôi. Cái mi tâm con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng những cái đổ mồ hôi. Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà xơi. Ôi những ngày xăm mét, gió liêu siêu dáng mẹ gầy xo. Có khi mẹ ngất giữa đường, vì cả ngày chẳng có gì no. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo. Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi Dior. Tiếng nói đầu tiên là do ai dạy, nét chữ đầu tiên là tay ai cầm, sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa, vấp ngã đầu đời là được ai nâng. Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè. Nắng ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về. Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu son gan. Bước ra đời lâu nay bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Bước ra đời lâu nay bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Cho mẹ, mẹ ơi, mang tiền về cho mẹ, mẹ mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mẹ ơi, mang tiền về cho mẹ, mẹ mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Con đã kiếm được tiền từ hình ảnh, kiếm được tiền từ âm thanh, tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ, dù không phải thế việc hay châm anh. Người hâm mộ đợi con từ đồng khởi, xếp hàng dài đến hết đường ký con. Xin chào ký con rất quý họ và cũng hy vọng là họ được quý con. Tiền của con không có cần phải rửa, nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi. Mẹ yên tâm, con là công dân tốt, đóng thuế đều và chỉ có đủ mà thôi. Nhà con phiêu ở nhiều phương diện, tiền con kiếm là tiền lương thiện, đem sức lực ra làm phương tiện, sống phải đẹp như là hoa hậu dù không cần thiết được tặng vương miện. Con cha giống mẹ nên là con hiền khô. Lao vào đời không làm mẹ thêm phiền lo, bỏ qua giờ biểu không cho cơm no. Mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền tho. Mẹ là mẹ của con, con là của mọi người, lên sân khấu làm mọi người vui, về nhà làm cho mẹ cười. Vì thời gian nó thật là tàn khốc nên con thấy mình càng ngày càng non gan. Bao nhiêu tiền mua lại được một ngày mà con còn ngồi vừa lọt cái son gan. Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng. Như một bà hoàng, như một bà hoàng. Đi xa nhà sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời, mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi. Rời xa mái nhà đừng hòng con nói uống chiều, những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ đem rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng. Lại chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình, để đây mà cây là mẹ cho ăn đòn. Wow, nice. Sorry guys for cutting you short, but this is lovely. This is amazing. Do you know something I learned about this music? Like when I was watching the music, what I was thinking about, like, no matter your class, yes, even if you are he's a fisherman, he's also a teacher, a musician, like no matter, like always family is the best. Yeah. United, work together. So no matter your class, you just have to align and be respectful and do not feel too proud because maybe you are rich or something. Like anybody can be whoever he or she wants in life. Yeah. You understand? No matter your class or profession, mm. Do not look down on anybody. Make sure everybody are your family, your loved one. Like draw people close to yeah. you, like they are your family. Yeah. You are all human, and we already know that in this life we are just the same. Mm. No matter your class, no matter how rich you are,
So that's what I enjoyed about this music. Like, he was trying to like show us what... Yeah, he was communicating something about relationships, networks. Yes, that's having, true. Oh, he first set a group of fishermen, students, family life and all that. And actually, I love the fact that he portrayed the fact that you can be good at whatever you do. Yeah, that's true. No matter your status, no matter whether you're in the high class, low class, or the middle class, you can be good at what you do. And I mean, I'm enjoying the song, all right? I'm enjoying the video. Wow. So guys, please, let's continue. Ngoại lệ cũng không có miễn trừ, là người quan sát không bao giờ có điểm mù. Mẹ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Mẹ dạy đôi chân đừng dao động như con lắc. Và để có nhiều tiền, con sản xuất son môi màu cho các mẹ con đặt tên là son sắt. Giờ không phải doanh nhân, con vẫn có kế toán để tiền của con không có đứa nào thó mất. Vì tay mẹ đã có quá nhiều vết chai nên con đưa tiền để mẹ cầm cho nó chắc. Chim thì có tổ, là con người thì chắc chắn phải có tổ. Muốn bay vào trên cao rộng, con nào không còn có lông mang tiền về cho mẹ hiền để mà may thêm đôi cánh. Mang buồn về cho mẹ phiền sẽ gặp ngày thì lừa đánh. Nhạc rap đến từ Đông Nam Á, mang lời mẹ bật cho bảy lục địa nghe. Vâng lời mẹ, không gian trá, xuất khẩu âm nhạc mang tiền về. Đưa tiền cho mẹ, mẹ là tiền về. Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền lệ. Lao động hăng say, hơn cả tiền đề. Cầm về tiền tốt, đừng có cầm về tiền tệ. Đưa tiền cho mẹ là tiền về. Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền lệ. Lao động hăng say, hơn cả tiền đề. Cầm về tiền tốt, đừng có cầm về tiền tệ. Cũng may đã từng lên đên, để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là fan của đen, họ chưa bao giờ từng la ó. Cũng may là tìm thấy đường trong bao la muôn trùng xa đó. Và cũng may là ba mẹ nghèo để cho con biết tiền làm ra khó. Cũng may đã từng lên đên, để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là fan của đen, họ chưa bao giờ từng la ó. Cũng may là tìm thấy đường trong bao la muôn trùng xa đó. Cũng may là ba mẹ cho con biết tiền làm ra khó. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, ba cần thì xin mẹ. Lovely. This is beautiful. My. I love it. I love I love the diversity of you know, scenarios of family life, work life, classroom with children, you know, the display of the cultural dance and all that. And I love when they paused and then there was this sound of the waves of the ocean. Yeah, that's true. That sound, it does something to my soul. I mean, I can literally connect sometimes. I feel like just jumping into the water, although I can't swim, but then I really enjoyed the video, man. This is you. The beat was amazing. I know there was a part where he changed. You know, they started with something and then changed. I don't know. Yeah, that's true. That's professional. You know, in music, how to change from one kind of beat to another, it takes professionals to actually do that. I mean, yeah, it's good, man. Yeah, so this is lovely. Yeah. So guys, below, how you feel about this music? Share, like, subscribe to our YouTube channel, and also visit our Instagram page at Enge_fashionstore. Enge Fashion Store. Fashion makes sense.